Nhà đẹp Tân An xin chào. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp cùng kiến trúc Tân Á. Tân Á hiện tại là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà biệt thự dân dụng. Công ty chúng tôi hiện khảo sát, giám sát trên 63 tỉnh thành. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế tranh khá, có địa chỉ tại Sóc Sơn, Hà Nội. Các bạn hãy cùng chúng tôi tham khảo mẫu nhà quanh khá nhà các bạn. Hình ảnh các bạn đang nhìn thấy là phối cảnh 3D căn nhà chúng tôi đã thiết kế trên khá. Căn nhà của anh là căn biệt thự nhà vườn cấp 4 mái Nhật, có phong cách tân cổ điển. Màu trắng sẽ là màu chủ đạo của ngôi nhà. Sự kết hợp hài hòa giữa tổng thể ngôi nhà cùng với cổng chính, hàng rào cho chúng ta thấy được một ngôi nhà rất là bề thế và sang trọng. Cổng chính sẽ được chúng tôi thiết kế là cổng bằng nhôm đúc, hai cột hai bên được thiết kế cột vuông và mái sẽ được thiết kế là mái Nhật. Hàng rào thì được thiết kế rất hiện đại. Phần chân sẽ được ốp bằng gạch. Phần thân sẽ được thiết kế thêm song sắt ở giữa nha các bạn. Và đây là nhà mặt chính của ngôi nhà. Từ sân đi vào tiền sảnh sẽ được thiết kế 5 bậc cấp. Chân móng thì được ốp bằng gạch màu tối. Các cột ở khu vực tiền sảnh sẽ được thiết kế cột vuông to khỏe khoắn. Chân cột sẽ được sơn giả đá, phần thân sẽ được sơn màu trắng cùng màu tổng thể ngôi nhà. Nhắc đến ngôi nhà mang phong cách tân cổ điển, không thể không nhắc đến mái vòm ở khu vực sảnh chính. Ở đây chúng tôi thiết kế mái vòm để căn nhà nhà trở nên cao ráo và bề thế sang trọng hơn. Cửa chính sẽ được chúng tôi thiết kế là cửa gỗ hai cánh, khung pano kính và sẽ được phun sơn màu đỏ. Ngoài ra hệ thống cửa sổ sẽ được thiết kế là cửa nhôm kính viền tối màu kết hợp với màu trắng là màu chủ đạo, và ngôi nhà có phong cách tân cổ điển cho chúng ta thấy được một ngôi nhà đẹp và sang trọng. Xung quanh cửa sổ sẽ được đắp thêm đường phao để tạo kiến trúc cho ngôi nhà cũng như tránh tình trạng nước rột vào nhà. Ngoài sảnh chính thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm các sảnh phụ để tạo sự thuận tiện cho việc đi lại của cả gia đình. Phía trên thì sẽ được thiết kế thêm hành lang bằng bê tông cốt thép. Phía trên hành lang sẽ có thêm lớp kính cường lực để che mưa che nắng. Hệ mái được chúng tôi thiết kế đối với ngôi nhà của anh Khá đó là mái Nhật. Trên trên nó mái trần nhà xung quanh ngôi nhà sẽ được chúng tôi lắp đặt hệ thống đèn điện để căn nhà trở nên lung linh lộng lẫy. Các bạn có thể nhìn thấy rằng mái ngói được chúng tôi chọn màu đỏ kết hợp với màu trắng là màu chủ đạo, tô lên sự nổi bật và bắt mắt cho ngôi nhà. Và đây là hình ảnh của ngôi nhà vào ban đêm, rất là lung linh lộng lẫy và rất là sang trọng. Các bạn có thể thấy ngôi nhà của anh nhìn từ góc độ nào thì cũng rất là đẹp và rất là bắt mắt. Đây là nhà của ngôi nhà vào ban ngày, rất là đẹp đúng không các bạn? Xung quanh ngôi nhà sẽ được thiết kế thêm các bồn hoa, các chậu cây cảnh, cây hoa để căn nhà trở nên hài hòa với thiên nhiên. Để giảm sự đất liệu thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm các đường chiếm ở đây. Và đây là phong cảnh nhìn từ trên cao. Ngoài diện tích ngôi nhà thì mặt sân phía trước khá là rộng rãi, thoải mái cho đỗ ô tô, khu vui chơi giải trí cho cả gia đình. Tiếp đến xin mời tất cả các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu tham quan kênh YouTube website của nhà đẹp Tân Á. Anh Khá có chia sẻ với chúng tôi rằng anh biết đến kiến trúc Tân Á rất là lâu rồi, do điều kiện về kinh tế, thời gian mà bây giờ anh mới có thể thi công được ngôi nhà của mình. Trước đó anh đã lên kênh YouTube website của nhà đẹp Tân Á để tham khảo chọn được cho mình mẫu nhà thật ưng ý. Ở đây chúng tôi chuyên trưng bày các mẫu biệt thự, nhà vườn, nhà phố, nhà cấp 4. Đi kèm với đó sẽ có những video quay lại những ngôi nhà mà chúng tôi đã thiết kế và thi công để các bạn có một cách nhìn thực tế hơn. Các bạn nhớ đăng ký kênh, ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào nha các bạn. Tiếp đến, các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu về quy trình làm việc của kiến trúc Tân Á. Giới thiệu với tất cả các bạn, đây là quy trình làm việc của kiến trúc Tân Á. Để hoàn thiện được một ngôi nhà sẽ trải qua 3 giai đoạn chính: khảo sát, thiết kế, thi công. Đối với ngôi nhà của anh Khá, chúng tôi sẽ về khảo sát thực địa, lấy thông tin từ anh, sau đó sẽ tạo nhóm Zalo để làm việc, kết hợp kiến trúc phong thủy, kiến trúc nội thất,
ngoại thất, thống nhất được phương án về phong thủy, mặt bằng, phối cảnh. Từ đây sẽ tiến hành thiết kế chi tiết kiến trúc, tính toán kết cấu, tính toán kỹ thuật cấp thoát nước, kỹ thuật điện. Ở mỗi khâu, chúng tôi đều sẽ có phòng kiểm tra hồ sơ trước khi bàn giao. Sau khi đã bàn giao bản vẽ thiết kế, đến giai đoạn thi công ngôi nhà, chúng tôi sẽ cử hai bộ phận. Bộ phận giám sát trực tiếp sẽ trực tiếp giám sát ngôi nhà của anh. Bộ phận giám sát online sẽ nhận phản hồi, hỗ trợ anh 24/24 để đảm bảo công trình được thi công đúng thiết kế, đúng tiêu chuẩn, kỹ thuật, đảm bảo chất lượng của công trình và tiến độ đã đề ra. Các bạn có thể thấy, để hoàn thành được một ngôi nhà, chúng tôi cần rất là nhiều con người, nhân lực. Ở mỗi vị trí, chúng tôi sẽ cử những người có năng lực phù hợp với ngôi nhà của anh để đảm nhận. Do đó, mọi so sánh đều sẽ khập khiễng, không thể nào mà so sánh được. Tiếp đến, các bạn hãy cùng chúng tôi đi khảo sát thực địa khu đất của anh Khá để có được đầy đủ thông tin phục vụ cho quá trình thiết kế. Chúng tôi đã về tận nơi khảo sát thực địa. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là hình ảnh khu đất được chúng tôi chụp lại bằng máy ảnh. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi sẽ đo phong thủy, đưa ra các biện pháp xử lý phong thủy đối với ngôi nhà của anh Khá. Do căn nhà của anh là gần sân bay Nội Bài, do đó chúng tôi sẽ không thể quay khu đất bằng flycam được. Thay vào đó thì chúng tôi sẽ chụp ảnh khu đất, đo đạc khu đất, rồi chụp dòng mặt tiền, cốt đất nền so với mặt tiền để phục vụ trong quá trình thiết kế. Qua khảo sát, anh rất hài lòng về sự chuyên nghiệp, nhiệt tình của kiến trúc Tân Á. Hiện nay, Tân Á khảo sát, giám sát trên 63 tỉnh thành. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại ngôi nhà của anh Khá một lần nữa. Bây giờ, các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu về mặt bằng kiến trúc ngôi nhà của anh Khá, nhà các bạn. Để bố trí được vị trí các phòng, thì chúng tôi sẽ về đo phong thủy. Anh Khá sinh năm 1994. Dựa vào phong thủy thì anh nhớ về một hướng làm nhà, đó là hướng Tây Nam, hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc. Căn nhà của anh có diện tích là 20,5 x 9,2 m², hệ tường bao sẽ được thiết kế hệ tường 220. Từ sảnh chính đi vào sẽ là phòng khách có diện tích là 35,6 m², phía sau sẽ là khu vực phòng thờ có diện tích 8,1. Căn nhà của anh được thiết kế 3 phòng ngủ có diện tích lần lượt 14, 12,9, 13,6. Phía bên trái sẽ là bếp phòng ăn có diện tích 22,1 m², và cuối cùng sẽ là nhà vệ sinh chung. Bên ngoài thì chúng tôi có thiết kế thêm một nhà vệ sinh nữa nha các bạn. Xung quanh ngôi nhà chúng tôi thiết kế rất là nhiều cửa sổ để căn nhà trở nên thông thoáng, mát mẻ, giúp cho tổng thể ngôi nhà hấp thụ tốt ánh sáng tự nhiên. Tôi và các bạn đã tham khảo xong ngôi nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Khá. Hy vọng rằng thông qua ngôi nhà này, các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho ngôi nhà tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 0944 784 333. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.